lạc quan về triển vọng mới vàng thế giới khởi sắc. Vàng biển SJC tiếp tục tăng mặc dù thị trường vẫn trầm lắng. Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng hơn 5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tuần. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBC hôm nay. Thanh Kiều chào mừng quý vị đến với bản tin tỷ giá FBC. Các bạn đang đến với bản tin tỷ giá của FBC ngày cuối tuần. Sau hai phiên giảm liên tiếp thì các hợp đồng vàng tương lai khởi sắc vào ngày thứ năm ngày 8 tháng 10 đã phục hồi phần nào từ bước đáy một tuần đã ghi nhận trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về triển vọng mới đối với một số biện pháp kích thích tài khóa của Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm bất đà giảm khi tăng 4,3 đô la Mỹ, tương đương 0,2% lên 1895,1 đô la Mỹ một ao. Trước đó, vàng đã giảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng các cuộc đàm phán về gói kích thích tài khóa với Quốc hội, làm giảm triển vọng thâm hụt chi tiêu tăng phát nhiều hơn. Tuy nhiên, kim loại quý đã tìm thấy sự hỗ trợ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thảo luận về việc giải cứu ngành hàng không. Và ông Trump nói ông muốn có thêm cứu trợ tiền mặt trị giá 1.200 đô la Mỹ. Thêm vào đó, tuy không thể giữ mức 1.900 đô la, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi một yếu tố khác khi Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy lần đầu tiên số người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong một tuần lên tới 840.000. Đây là sự gia tăng bất ngờ khi các nhà kinh tế đang hy vọng con số này có thể giảm nhẹ xuống khoảng 820.000 đơn. Trong khi đó, báo cáo cũng cho thấy dữ liệu về thất nghiệp cập nhật cho tuần trước đã tăng 12.000 đơn lên 849.000 trường hợp. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay tại mức 1906,7 đô la Mỹ cho chiều mua vào và neo tại mức 1907,2 đô la Mỹ cho chiều bán ra. So với cùng thời điểm mà FBC ghi nhận phiên trước thì đã tăng 20,2 đô la. Và có lúc đã đạt trong phiên sau tuyên bố của ông Trump cho biết, vaccine ngừa Covid-19 sẽ không trình làng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay do các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong bối cảnh các quốc gia đang huy động nguồn lực để ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, hiện tại không phải là lúc để tích trữ vàng. Mặt khác, trong những tuần gần đây, đồng đô la Mỹ mạnh hơn sẽ khiến giá vàng thế giới chịu áp lực đi xuống. Chuyên gia Pat Millett thuộc TD Security nhận định, mặc dù có sự gia tăng khá mạnh mẽ đối với nhu cầu mua vào các tài sản rủi ro, nhưng sức ép từ đồng đô la vẫn có thể kiềm hãm đa tăng của kim loại quý trong ngắn hạn. Nhà phân tích thị trường tại Oanda, Ewa Moya thì cho rằng giá vàng cần sự thúc đẩy từ cả chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, khi ngày càng nhiều bang tại Mỹ cũng như ở châu Âu chứng kiến tốc độ lây lan mạnh của dịch Covid-19 sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách và các nghị sĩ phải đưa ra thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa qua cũng không cho thấy các bước đi tiếp theo nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau suy thoái nhiều quan chức mỹ cho biết dự báo kinh tế mà họ đưa ra được dựa trên giả định về các biện pháp kích thích bổ sung Nhận định về thị trường, nhà phân tích của Bank Oli Hansen cho rằng tiềm năng ngắn hạn cho các gói kích thích kinh tế bổ sung và triển vọng dài hạn hơn cho chiến thắng của bộ đôi Joe Biden, Kamala Harris, thị trường xem như là lạm phát đang tiếp tục hỗ trợ vàng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro chống lại lạm phát trong tương lai vẫn đang tăng lên. Về dài hạn, vàng tiếp tục được dự báo còn tăng và lên các đỉnh cao mới do các nước tung một lượng tiền lớn để vực dậy các nền kinh tế. Khẳng định hơn thì National Alice nhấn mạnh dù ứng viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới thì nền kinh tế Tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ nhận được một gói kích thích và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng bổ sung khá đáng kể. Từ đầu năm tới nay, giá vàng tăng 24% nhờ những chương trình kích thích kinh tế chưa từng có của các chính phủ và ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, nhằm hồi sinh các nền kinh tế. Dù bối cảnh kim loại quý này đang được coi là công cụ chống lạm phát hữu hiệu và nơi ẩn nấu an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị. Trở lại thị trường tại Việt Nam, theo FBC ghi nhận thị trường vàng trong nước vẫn trầm lắng, vì giới đầu tư không thể lướt sóng như trước khi chênh lệch giá vàng trong nước và trên thế giới quá cao. Mặt khác, giá vàng trong nước cũng đang có hiện tượng lệch pha so với thế giới. Tính đến 11 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết một lượng vàng miếng bán ra tại mức 56 triệu 350 000 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng 300 000 đồng. Chiều mua vào thì neo tại ngưỡng 55 triệu 850 000 đồng, cũng tăng 300 000 đồng. Đây là mức giá mua vào thấp nhất trên thị trường. Song song với đó thì phú nhuận Tracys cũng có mức tăng 2 triệu mua vào và bán ra ở mức 350.000 và 300.000, lần lượt neo tại 55 triệu 950.000 đồng và 56 triệu 350.000 đồng. Bảo tín Minh Châu là doanh nghiệp có mức giá mua vào cao nhất so với mặt bằng chung khi giữ giá mua tại mức 56 10 .000, 000 đồng, tăng 400 000 so với phiên trước, còn chiều bán ra thì cũng có mức tăng 300.000 lên 56 290 000 đồng. Giá vàng nhẫn và vàng nữ trang ghi nhận mức tăng cùng chiều với giá vàng miếng SJC với vàng nhẫn 4 số 9 đồng loạt tăng 250.000, cả hai chiều lên tại 53 200 000 và 53 700 000 Tương tự vàng nữ trang 24K cũng có mức điều chỉnh tăng 250.000 cho hai chiều và vàng 18K cũng tiếp đà nhích hơn 188.000 đồng cho chiều mua lẫn bán, như số liệu chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Quý vị đang đến với tổng quan thị trường vàng, trái ngược với những dự báo từ các chuyên gia khi cho rằng đây không phải là thời điểm phù hợp để tích trữ vàng, tuy nhiên nước Nga thì lại không nghĩ như vậy. Theo dữ liệu mới nhất cho thấy, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng 5,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 0,9% trong thời gian chỉ một tuần từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Ngân hàng Trung ương Nga cho hay, sự tăng trưởng này là do việc định giá lại tỷ giá hối đoái tích cực và giá vàng cao hơn. Thống kê cho thấy kể từ ngày 1 tháng 1, Nga đã tăng dự trữ ngoại hối thêm 31,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương là tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng được thúc đẩy suốt thời gian gần đây đã đẩy giá trị dự trữ vàng của Nga lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8, vượt qua mức 600 tỷ đô la Mỹ. Kỷ lục trước đó là 598,1 tỷ đô la Mỹ đạt được cũng vào tháng 8 năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra Mức nắm giữ hiện tại cao hơn mục tiêu là 500 tỷ đô la Mỹ của ngân hàng trung ương Nga đặt ra cách đây vài năm. Hiện tại, Nga đang định hình lại tỷ lệ nắm giữ quốc tế của mình, cắt giảm tỷ trọng đồng đô la Mỹ để chuyển sang các loại tiền tệ khác và vàng. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ thì tỷ giá ngày hôm nay ngày 9 tháng 10, giá 1 đô la Mỹ bán ra ở mức 23.844 đồng, giảm 5 đồng, mua vào ở mức 23.175 đồng, không thay đổi so với các phiên trước. Giá đồng euro niêm chiều bán ra neo tại 28.104 đồng, giảm 20 đồng, còn chiều mua vào neo tại 26.467, giảm 19 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay, được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.198 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm thêm 5 đồng so với phiên trước vừa rồi là những thông tin mới nhất trong bản tin tỷ giá FBC. Thanh Kiều xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. đừng quên like và subscribe kênh FBC Việt Nam để không bỏ lỡ những cập nhật tỷ giá mới nhất.